Con có một thắc mắc muốn nhờ cha giải thích. Là con cái giáo hội, chúng con có nghĩa vụ phải vâng theo lời dạy bảo của giáo quyền. Thế nhưng khi con chia sẻ điều này với những người bạn công giáo thì con nhận được phản hồi rằng giáo hội cũng là những con người đầy bất toàn. Trong lịch sử, giáo hội cũng đã mắc nhiều sai lầm như các cuộc truy bắt người dị giáo, thiêu sống họ trên giàn hỏa thiêu, một việc mà ngày nay chúng ta coi là vô nhân đạo. Rồi 13 cuộc thập tự chinh mà kết quả là cả triệu người chết và mối thù hằn với Hồi giáo. Thời Trung Cổ, giáo hội bị chi phối bởi các dòng có thế lực, thậm chí cả ở cấp cao nhất là giáo hoàng. Các bạn của con kết luận rằng các quyết định của giáo hội cũng chỉ để phục vụ quyền lực của một nhóm người, và họ nghĩ rằng không cần tuân theo sự dạy dỗ của giáo hội mà tự dùng lý trí của mình quyết định. Mong cha giải thích cho. Thắc mắc là rất là quan trọng. Tôi không nghĩ là có thể giải thích được cho bạn gửi lá thư đây cũng như là cho tất cả các anh chị một cách thấu đáo không. Nhưng tôi cũng chia sẻ một vài suy nghĩ của mình khi đọc cái thắc mắc này. Trước hết là về mầu nhiệm giáo hội. Các anh chị có nhớ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mà chúng ta coi như là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo? Khi Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực hỏa ngục cũng không thể thắng được. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hội thánh là hội thánh của Chúa chứ không phải hội thánh của chúng ta. Nhiều khi mình chỉ nhìn hội thánh như một tổ chức con người thôi mà mình quên mất rằng hội thánh trước hết là hội thánh của Chúa. Cũng như sau này, khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu lại một lần nữa đối thoại với Thánh Phêrô và hỏi Ngài 3 lần, con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Và sau mỗi lần Phêrô trả lời là thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy, thì Chúa Kitô phục sinh nói làm sao? Con hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy. Chúa Kitô phục sinh không nói rằng hãy chăn dắt đoàn chiên của anh, mà là chiên của Thầy. Những chi tiết rất nhỏ nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý. Cho nên giám mục hay linh mục được gọi là mục tử, là người chăn chiên thì cũng đúng thôi, nhưng mà theo một nghĩa tương đối, chỉ có Chúa Giêsu mới là mục tử. Giáo hoàng hay giám mục linh mục thì cũng là chiên của Chúa thôi. Và giáo hoàng hay giám mục linh mục chăm sóc chiên là chiên của Chúa chứ không phải chiên của mình. Cho nên có lần tôi có chia sẻ với các linh mục rằng cái lời đó cảnh giác chúng ta trước nguy cơ sở hữu hóa đoàn chiên. Biến đoàn chiên thành sở hữu riêng của mình mà quên mất rằng không phải, mình giỏi lắm đây chỉ là người quản lý. Cho nên tôi nhắc lại 2 đoạn thánh kinh rất vắn gọn như vậy để các anh chị và các bạn biết mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội trước hết là giáo hội của Chúa, nhưng giáo hội lại được xây trên nền đá Phêrô. Mà sau khi Chúa Giêsu nói con là đá và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy,
mình đọc tiếp sách Phúc Âm thì mình thấy nào là ông ấy chối Chúa, nào là ông ấy bỏ Chúa, ông chạy trốn. Đá đấy. Cho nên trên bình diện nhân loại, giáo hội cũng có những thiếu sót, những lỗi lầm như bạn kể ra ở đây. Tôi không chối. Đó là sự kiện lịch sử. Nhưng khi chúng ta nhìn giáo hội theo chiều kích mầu nhiệm để khám phá ra giáo hội trước hết là giáo hội của Chúa. Giáo hội là một cộng đoàn nhân loại nhưng mà đồng thời là giáo hội của Chúa. Thì chúng ta thấy được rằng giáo hội tồn tại không phải bởi sự khôn ngoan và quyền năng của mình, mà là tồn tại nhờ quyền năng của Chúa. Bao lâu mà chúng ta chỉ có bám vào quyền năng của con người, chúng ta không tồn tại được. Mà phải tập nhìn thấy giáo hội tồn tại là nhờ quyền năng, nhờ sức mạnh của Chúa. Đó là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Điểm kế tiếp tôi muốn chia sẻ nữa là chúng ta nhìn giáo hội trong dòng lịch sử. Bạn viết thư nói rằng những người bạn công giáo của mình kê ra, nào là truy bắt người dị giáo rồi thiêu sống người ta này, rồi 13 cuộc thập tự chinh, hậu quả là cả triệu người chết này, rồi thời Trung Cổ thì bị chi phối bởi các dòng có thế lực này. Những chuyện đó là có thật. Tôi không chối. Nhưng tôi xin hỏi ngược lại bạn rằng, thế chẳng nhẽ lịch sử 2000 năm của giáo hội công giáo chỉ có bằng đấy chuyện thôi sao? Lịch sử của giáo hội công giáo chỉ toàn là những chuyện giết chóc như vậy thôi sao? Mà nếu chỉ có thế thì liệu giáo hội có tồn tại được đến ngày hôm nay không? Và nếu chúng ta chỉ nhìn giáo hội có như thế, liệu chúng ta có công bằng với lịch sử không? Thế còn bao nhiêu nỗ lực của giáo hội công giáo cho sự sống của con người, để phục vụ những người bất hạnh và nghèo khổ nhất, để xây dựng nền văn hóa Kitô giáo mà cả thế giới nhìn nhận, tất cả những nỗ lực nó ở đâu? Hóa ra là vậy. Hóa ra là nhiều khi trên cả một trang giấy trắng lớn như thế này có một chấm mực đen thôi, và mắt chúng ta thì cứ bị tập trung vào cái chấm mực đen đó mà quên mất cả khoảng trắng thật lớn chung quanh. Giống như người ta nói, một cây rừng ngã đổ thì ồn ào hơn cả cánh rừng đang mọc lên. Cả một cánh rừng đang âm thầm mọc lên không ai nghe tiếng, mà chỉ có một cây nó ngã âm ỉ cả lên. Ngay ngày hôm nay cũng thế. Bao nhiêu anh chị em giáo dân, bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu giám mục đang âm thầm hiến dâng thời giờ, năng lực, cả cuộc đời của mình để làm những việc tốt lành thì không thấy ai nói tới. Động một cái có một hai ông linh mục dính vào chuyện tình dục chẳng hạn, thế là ầm ĩ cả lên, coi như cả cái giáo hội công giáo này nó chỉ có vậy. Sao bất công quá nhỉ? Cho nên tôi không chối những khuyết điểm trong lịch sử của giáo hội, nhưng tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng cho giáo hội. Sự công bằng để chúng ta nhìn giáo hội đúng như giáo hội là trong lịch sử của mình. Bên cạnh những khuyết điểm, có bao nhiêu ưu điểm khác mà ta chưa quan tâm đủ. Điểm kế tiếp nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngay cả những cái sự kiện mà trong lá thư này nói tới, nào là thập tự chinh này, nào là tòa án dị giáo này, trong tất cả những sự kiện đó, nếu chúng ta đọc lại lịch sử thì sẽ thấy cả một bối cảnh pha trộn giữa thần quyền
và thế quyền. Cho nên trong đó nó không chỉ có yếu tố tôn giáo mà yếu tố chính trị rất nhiều. Và do đó trong lịch sử của mình, giáo hội luôn luôn cố gắng để có được sự tách biệt khỏi những thế lực chính trị, và nhiều khi phải trả giá rất đắt. Ngay cả những cái sự kiện mà được nhắc đến ở đây, tôi không bênh vực theo kiểu gọi là cảm tính, nhưng mà tôi mời các bạn đọc lại lịch sử cho nó đầy đủ, sẽ thấy là có rất nhiều yếu tố chính trị chi phối trong đó. Và cuối cùng, nếu mà những người bạn của bạn lý luận rằng những luật lệ của giáo hội, những quyết định của giáo hội chỉ là để phục vụ quyền lực của một nhóm người, thì tôi e rằng cái nhìn này nó quá trần tục. Phục vụ quyền lực của một nhóm người, nhóm người này là ai? Chẳng hạn như là giáo hội đưa ra chỉ dẫn không chấp nhận phá thai thì nó phục vụ cho quyền lực của Đức Giáo Hoàng à? Ông ấy sống độc thân mà. Phục vụ cho các giám mục à? Tôi e rằng cái nhìn này nó trần tục quá. Những quyết định của giáo hội không phải dựa trên sự khôn ngoan của con người, mà dựa vào đây này, dựa vào lời của Chúa mặc khải cho chúng ta. Và giáo hội có cái trách nhiệm để đưa lời mặc khải đó vào trong hoàn cảnh thực tế của đời sống. Và để đi đến hướng dẫn có tính quyết định đó, thì nào đâu có phải là quyết định của một cá nhân, mà là của cả cộng đồng giáo hội. Cụ thể nhất, các giám mục quy tụ lại, hội nghị, bàn bạc, trao đổi, rồi cuối cùng Đức Giáo Hoàng mới quyết định. Thế thì thay vì bạn bảo là bạn phải dựa vào cái sự hướng dẫn của giáo quyền, mà bạn nghĩ rằng nó chỉ phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người, thì bạn dựa vào lý trí của bạn. Cái lý trí của bạn nó to vậy, cái lý trí của bạn nó bao quát cả lịch sử, cái lý trí của bạn nó lớn hơn sự khôn ngoan của lịch sử 2000 năm của giáo hội. Bản thân tôi thì tôi vẫn vận dụng lý trí để làm việc, nhưng tôi chấp nhận sự giới hạn rất là nhỏ bé của lý trí mình. Nhất là khi mà tư tưởng con người nó cứ đổi như trong chóng vậy. Hôm nay thì tung hô cái này, mai thì tung hô cái khác. Thành thử ra tôi rất cảm ơn khi nhận được cái thư chia sẻ như thế này, bởi vì rất là chân thành mới gửi cho tôi, thì tôi có cơ hội để suy nghĩ và chia sẻ lại với các anh chị. Hy vọng là chúng ta nhìn giáo hội đúng như giáo hội là, với những sự kiện và biến cố gần đây xảy ra ngay trong giáo hội Việt Nam. Có một điều mà suốt mấy tuần nay tôi cứ băn khoăn nghĩ tới nghĩ lui, đó là hình như càng ngày chúng ta càng đánh mất cái chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Chúng ta nhìn giáo hội thuần túy như là một lực lượng xã hội, một lực lượng chính trị để đấu đấm nhau, để tranh cãi nhau, mà không thấy chiều kích mầu nhiệm của giáo hội ở đâu. Mà nếu ta càng để cho chiều kích mầu nhiệm này nó bị nhạt nhòa đi khỏi đời sống giáo hội, thì chúng ta chỉ có yếu đi thôi, chứ chúng ta không mạnh lên đâu. Hình thử ra đó là điều mình cũng rất nên quan tâm.